Thưa quý vị và các bạn, Tết là sum vầy, Tết là đoàn viên. Tuy nhiên, tại Trung đoàn 254, nhiều cán bộ chiến sĩ và công dân lại đang phải tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ cách ly phòng chống COVID-19. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. Tôi chỉ thấy cười thôi. Khu vực cách ly thuộc Trung đoàn 254 có 71 công dân đang được cách ly theo dõi để phòng chống dịch COVID-19. Để giúp cho mọi người cảm nhận được sự đầm ấm trong những ngày xuân, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm Tết và thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tại chỗ cho những người đang thực hiện cách ly. Gần đây thì cán bộ cũng quan tâm lắm, thì ăn uống cũng như ở nhà, mà Tết thì cũng có bánh kẹo đầy đủ, mà thịt giò, thịt gà, thịt lợn cũng có đầy đủ, giống ở nhà, chơi cái trò đá cầu ạ, cũng đá cầu cũng chơi vui lắm ạ. Cùng với cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 254, thì hàng ngày đều có lực lượng y tế, công an cùng tham gia túc trực để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đều đặn, hai lần mỗi ngày, các y bác sĩ thăm khám, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn tiêu độc theo quy định. Cả công dân, cả tất cả những người cán bộ chiến sĩ, y tế, công an, bộ đội đều có chế độ thêm để được ăn Tết đầm ấm hơn, vui vẻ hơn. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất có thể. Tết năm nay, Trung đoàn 254 tiến hành trực 100% quân số. Hàng ngày, mỗi công dân đều được bố trí khẩu phần ăn tươi, có các món ăn ngày Tết cùng hoa quả, bánh kẹo. Chúng tôi cũng tổ chức cho bà con mùa xuân đón Tết rất chú đáo để đảm bảo an toàn tiết kiệm. Cụ thể là tổ chức cho bà con các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đánh cầu trong khu vực. Bà con rất tin tưởng và yên tâm thực hiện cái nhiệm vụ cách ly trong khu vực trong những dịp Tết này. Trong những ngày đầu năm mới, dù có nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ những khoảnh khắc quây quần đầm ấm, song mỗi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hay mỗi công dân đang thực hiện cách ly đều cảm nhận được sự quan tâm của tỉnh để mọi người đều có Tết. Từ đó đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly phòng chống dịch COVID-19.